Hi, xin chào các bạn, mình là Nhân BB. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ok các bạn ơi, và hôm nay tiếp tục thì Nhân sẽ chơi game Blood vs Zombie 2 các bạn ơi. Thì ở màn này các bạn bảo là sẽ có một cái level nó khó lắm anh em ơi. Nhân thì Nhân nghĩ là dù khó thế nào, Nhân BB mà đã cố gắng chơi chắc chắn là sẽ thành công với sự ủng hộ của các bạn. Các bạn ơi, các bạn hãy like video, đăng ký kênh, các bạn hãy nhấn cả với chuông thông báo nữa nha. Khi nào có video mới các bạn có thể xem được luôn. Ok, để mình có động lực ra thật nhiều video hay hơn, hấp dẫn hơn cho các bạn xem nha. Không nói linh tinh liên thuyên nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chơi tiếp Blood vs Zombie 2 phá đảo ở cái ngôi làng bỏ hoang đấy các bạn ơi. Yeah, ok, let's go. Ok các bạn ơi, ơi này, ở cái level 8 này các bạn bảo là cái level này rất là khó các bạn ơi. Mình mới tới level 7 và mình các bạn hãy xem mình chinh phục cái level 7, level 8, level 9 nha, xem là có gì khó anh em nha. Mình đã mở được cái trang cái chiến binh mới đó là hạt đỗ này rồi anh em ạ. Anh em đúng rồi, hạt đỗ kiểu chất đi, nhiều thứ. Ui trời ơi, nói tiếng Anh. Ok, chiến thôi. Nào, trận này căng thẳng không? Trận này không có gì căng thẳng đâu các bạn ơi. Bình tĩnh, cứ để Nhân. Đây, mang cái thanh niên đó đi anh em ơi. Thanh niên hai súng hai đầu này nữa. Bom, củ khoai tây. Cứ bình tĩnh anh em nha, còn phải mang một số thứ đi nữa cơ. Để Nhân chọn nha. Lửa thần anh em ơi, hợp lý. Ba đầu mình chưa mang đi các bạn ơi. Thôi cứ mang ba đầu cho nó an toàn các bạn nha. Let's go. Chiến thôi. Holy shit. Có vẻ nguy hiểm ấy. Trận này có vẻ nguy hiểm anh em ơi. Ủa, tí nữa mình sẽ đặt thử cái thanh niên này xem nào nha. Thanh niên này có nguy hiểm không? Có chất không anh em ơi? Có ngon không? Ôi, zombie tấn công rồi. Ôi, zombie tấn công rồi anh em ơi. Nhanh vãi anh em ơi. Thôi mình cứ đặt tạm một thanh niên này đã. Nè, nguy hiểm, zombie nguy hiểm lắm. Đây, mình sẽ đặt thanh niên này đây xem nào. Đây, tấn công đi. Tấn công đi bạn đây. Đấy. Ủa, sao? Cái này chắc chắn nó sẽ nâng cấp được các bạn ơi. Nhưng mà mình chưa biết cách nâng cấp nó như thế nào thôi. Ồ, shit. Cần hoang dương, cần hoang dương. Ôi, hoang dương, chúng ta cần nhiều hoang dương hơn. Hỏng rồi. Hỏng rồi các bạn ơi. Nhanh. Đây, trồng thêm bóng hoang dương ở đây nữa. Đấy. Lại cảm thấy nguy hiểm với các bạn ơi. Đây, trồng ạ. Ấy, à, trồng vào như vậy thì nó sẽ thêm một khẩu nữa các bạn ơi. Ơ, vậy thì bình thường ấy chứ. Có gì đâu mà hay ho. Đây, cho mình gặm đi. Cứ trồng hoa nhanh em nha. Ít hoa quá các bạn ơi. Nào, hạ con đấy đi. Đây, nên hạ con này. Ui, trâu quá các bạn ơi. Hey, dễ căng đấy. Căng thực sự anh em ơi. Ui, thế này là một tên mặc áo giáp anh em ơi. Căng rồi, lên cấp lên, tấn công hắn đi. Hắn trâu quá. Ui, hắn trâu vãi. Bắt buộc phải cho hắn gặm thôi. Hắn trâu quá các anh em ạ. Thêm một bông hoa dương đây nữa. Ôi, chúng ta phải xuống đây thôi. Ui, khó rồi. Càng ngày càng thích khó rồi anh em ơi. Có chiếc lá rồi. Chúng ta có chiếc lá rồi anh em ơi. Đây, đây, đây. Đây, nguy hiểm. Đây, nó sẽ bỏ vào chiếc lá vào đây. Đây, bắn đi bạn ơi. Ôi, rồi ok, ngon. Ui, trầu. Ui, trầu, trời kìa. Trầu cũng nguy hiểm, lại nguy hiểm. Gặm đi, gặm quay tay đi. Ồ, căng. Ván này nói chung là căng thẳng với anh em ạ. Nhân chơi rất là khó luôn. Đây là nâng cấp đấy. Nâng cấp tiếp lên đấy. 4 lòng luôn, sợ gì bạn ơi. Bạn là hơi bị chất rồi đấy. Đấy, có con này nữa các bạn ơi. Tiếp tục cho thanh niên này vào nha. Cho thanh niên vào đấy nữa. Ui chết cha. Ôi, gặm đi. Có đấy trâu lắm anh em ạ. Cứ kệ nó. À, mình có tiền rồi, mình sẽ nâng cấp lửa vào đây. Bỏ lửa vào đây mà anh em. Đấy. Làm một khẩu nữa ở đây đi. Đây. Ừ.
cái chả khác gì khẩu súng 65 anh em ơi. Thì cũng trâu đấy chứ, nâng cấp lên mạnh phết đấy các bạn ạ. Tiếp tục đặt vào đây. Nhưng mà mất công nâng cấp, lâu phết đấy các bạn ạ. Ôi, bọn chúng nó xông lên và đồng đấy anh em ạ, đồng đấy, đồng đấy. Nâng cấp lên, nâng cấp lên, nâng cấp lên. Mình còn chưa sử dụng bom cherry đâu. Mình còn sử dụng một nó tuổi gì anh em. Tiếp tục nâng cấp lên. Ui, nguy hiểm rồi. Đặt cho nó có bom đấy. Bùm, xong. Đặt tiếp một củ khoai tây đây nữa. Thế chứ. Các bạn có vào đây mà chơi được với mình không? Ôi, chết cha rồi. Chết cha đây các bạn ơi, tên này. Tên này đang rất là trâu, mình phải đặt cái náo thôi. Tấn công thôi, rồi. Bắn nó đi. Bùm. Các bạn thấy trâu không? Bắt buộc phải sử dụng chiếc lá trong cái trường hợp đó anh em ạ. Đấy, ăn tiền. Ồ, tem bạn trâu thế, anh em. Rồi, đốt đây, đây đã là lần tấn công cuối cùng của tem địch chưa? Nếu nó là tấn công cuối cùng mình sẽ sử dụng cherry nha anh em nha. Chắc chắn thắng luôn. Màn này không phải màn khó, anh em bảo màn 8 mới là màn khó đúng không? Đây chưa phải đợt tấn công cuối cùng các bạn ạ. Ồ, căng ấy. Nhưng mà thôi, cứ làm cho chúng quả bom. Cho bọn chúng hết chơi luôn đi. Hỗn. Mình thêm lửa anh em ơi, cần thêm lửa đây. Đấy. Cho thêm nhiều lửa vào. Làm thêm khẩu ba lòng nữa đây. Tem bạn tắt điện luôn, khóc luôn. Tấn công cuối cùng rồi đúng không? À... chật nhỉ. Chật thực sự đấy. Ờ, có mỗi tên này thôi anh em, cho ăn đi lốt. Kinh nha anh em ơi. Wow, chiến binh mới ngầu ấy. Ồ, chúng ta được mảnh giấy gì đây? Một mảnh giấy gì các bạn ạ? Lại toàn tiếng Anh các bạn ơi, rất khó hiểu. Ok các bạn ơi, màn này mới là màn khó đấy anh em ơi. Màn 8, anh em bảo là khó. Tôi cũng cảm thấy nó khó khó rồi đấy. Ai, ui, nó có hai cái chế độ này anh em ơi. Ghét lắm, có chế độ thêm vào ghét lắm. Holy shit. Mẹ con lợn này. Đặt à. Ôi phải đặt rồi. Đặt thì đặt, sợ gì mà không đặt. Tấn công đấy. Thôi ăn mất rồi, ngu người rồi anh em ơi. Đây, xuống đây. Đặt luôn, đôi vào. Ồ, trận này là trận đặt anh em nha. Đặt luôn ba rồi. Bạn thấy tôi ngầu không? Đặt luôn ba luôn. Ui, tôi là trâu thế. Cho ăn củ khoai tây này đi. Đấy. Củ khoai tây đặt đều hết ra. Lên đây. Đấy, bơi hết vào đây. Holy shit. Xuống đây. Nguy hiểm, chỗ này nguy hiểm nhất. Ý, khó anh em ơi. Khó rồi. Đặt thêm khẩu lượng vào đây vậy. Holy shit. Đấy. Bọn chúng trâu đấy. Giờ với hạ cùng một tên anh em ơi. Đấy. Đặt tiếp vào đây. Có lá rồi. Ui trâu. Cho tên này ăn cái quả này. Quả đậu này mi sẽ ăn cảm thấy rất là phê đấy. Đây. Đấy, ngon không, phê không? À. Ui nguy hiểm. Tổng lực tấn công thế này. Ok. Bời hết vào đây, anh cần hết luôn. Xuống đây lại nguy hiểm ở đây rồi. Đấy. Bình tĩnh anh em. Đây, có mi đây, có bạn đây. Của bạn trẻ đây. Hay đấy. Anh em bảo màn này khó nhưng cảm thấy cũng bình thường. Chưa thấy gì khó. Tí nữa xem nào, đợt tổng tấn công của tem bạn là có thấy khó. Rồi căng anh em ơi. Căng ấy, bắt đầu căng rồi đấy. Bắt đầu cảm thấy khó đấy anh em ạ. Ui. Tổng tấn công đến đây rồi. Tổng tấn công con này.
Ui, bắt đầu khó anh em ơi, bắt đầu khó rồi. Bắt đầu loạn hết lên rồi, đây, ăn đi cho nó phê. Ăn đi bạn ơi, Ui, khó. Ui, bọn nó có di chuyển được này. Oh shit. Ôi, trời ơi, con lợn này. Sao mình lại bơi vào được đây? Bắn nó đi bạn ơi, bắn nó đi, hạ cục nó đi mà. Ây, trời ơi, bọn chúng bơi vào đây nhanh quá các bạn ơi. Ui, bọn chúng di chuyển rất khó chịu luôn. Ôi, mà này khó thật sự luôn, ăn đậu đi. Căng thế. Ôi, các bạn ơi, nguy hiểm rồi, anh em ơi. Khó rồi, anh em ơi. Ăn viên này đi. Ôi, nó di chuyển mà. Ôi, mà này khó thật sự anh em ơi. Ôi, này có cái con này nữa. Holy shit. Khó quá. Không có cửa trời vào này, các bạn này khó thật sự luôn đấy. Rồi, xong rồi. Đội quân của tôi toang rồi. Ơi trời ơi, no. Khó phết anh em ạ. Được, chơi lại. Màn này khó đấy. Mình chưa tính toán sao cho hợp lý, chứ thực ra màn này mình cảm giác nó thực sự khó thật anh em ạ. Này bắt buộc phải đặt ở đây rồi. Để dành đậu lại cho mấy cái con. Khó thực sự luôn. Các bạn cứ bình tĩnh nha, để nhân xử lý ván này nha. Mình biết ván này nó rất là khó, nhiều anh em bảo nó khó, mình cũng cảm thấy nó khó thật các bạn ạ. Nhưng bây giờ chúng ta khó cũng phải chơi thôi. Đấy, cho tất cả anh em bơi hết vào đây. Hey. Ui, sao tên này trâu thế? À, trâu với anh. Thôi chia ra hạ gục cho tên này ăn cái quả đậu đây, cho ăn trúng độc đi. Bây giờ phải chia ra rồi. Càng ấy. Được. Chúng gặp mất một cục đá của nhân rồi, một cục khoai tây của nhân rồi. Hai, càng ấy. Ui, tên này có áo giáp sắt à. Càng ấy. Ui, tên này, ui may quá tên này không có các bạn ơi. Tên đấy mà có nữa thì hơi mệt đấy. Lần cấp tiếp lên cho trâu lên. Ôi chết mẹ. À đây. Không sao anh em ơi. Đấy. Tiếp tục xuống đây. Hạ gục tên đội mũ sắt này, tên cực kỳ nguy hiểm. Tất trâu bò. Mình sẽ đặt đậu ở đây. Tí nữa có cái tên bay đấy, mình sẽ đặt đậu đấy cho tên ấy ăn các bạn này. Rồi. Căng đấy, bắt đầu căng rồi đấy. Bắt hết khoai tây ra chứ để khoai tây làm gì. Bắt đầu chúng tấn công này. Hai, nguy hiểm đây rồi anh em ơi. Không đặt cùng nhau được. Ui chết mẹ. Ui đây. Ây. Này thì đánh đàn. Ui. Bắn cái tên đánh đàn đi. Bắn nổ cái tên đánh đàn đi. Ui. Tiếp tục phải bắn nổ cái tên đánh đàn. Các bạn ạ, có bọn chúng zombie nó nhảy rất nguy hiểm đấy. Bơi hết vào đây. Này cái tên này cho hắn ăn.
cho anh ăn cái củ này đi. Khó này, khó nhỉ. Ồ. Căng rồi, tập trung. Bơi hết vào đây nào, man. Đây, có chiếc đá rồi. Bỏ tiếp chiếc đá vào đây. Ui. Căng, tiếp tục bỏ lá vào đi, tấn công nó đi. Tên là trâu quá, ui, hắn còn bắn cả con này vào đây nữa. Sao trâu thế? Mẹ, sao tên này trâu vậy, ai chơi? Mẹ, sao lại cho tên này vào đây nhỉ? Hắn trâu quá các bạn ơi. Ai làm sao, ở đây cho hắn ăn. Cho hắn ăn cái quả đấy thôi. Ui, hắn không bị sao này. Không bị trúng độc á. Mẹ, chơi gì? Không bị trúng độc thì làm sao mà chơi được hắn bây giờ anh em ơi, hắn trâu thế này làm sao mà chơi được. Khó thật anh em ơi. Nãy nó không bị trúng độc đánh giá gì nhỉ? Khó thế. Khó thực sự anh em ơi. Mẹ, cái tên đấy nó không bị trúng độc anh em ạ. Khó đấy, chẳng phải khó đấy, không phải không bình thường đâu. Mình sẽ cố gắng với chơi anh em nha. Tên zombie nó không bị trúng độc cơ. Mình sẽ đọc để đọc một quả đậu này xem nào. Ôi, bọn này cứ trâu thế nhỉ. Mẹ đùa thật đấy. Thì nữa mình sẽ để chiếc đá và quả đậu nha anh em nha. Mình nghĩ cái nước đấy nó hợp lý đấy. Trâu thế nhỉ. Khó đấy anh em, khó quá nhờ, đang tập trung cho chơi, mong các bạn thông cảm nha. Cố gắng chơi. Thôi. Khó thực sự luôn. Nên tí nữa nhân sẽ phải để chiếc lá vào của hạt đậu thần anh em ạ. Mình nghĩ là được. Đậu độc chứ quên. Đấy, nhiều lá, có nhiều lá để chơi anh em ạ. Đây. Phát độc cho tất cả đi. Ấy, đúng rồi, nhiều động thần anh em ạ, nhiều động thần hơn. Ôi, chết mẹ rồi. Thôi, cho con này thôi, bắt buộc phải cho con này ăn viên độc thôi. Khó sang cái con này nó nghiêng bơi vào đây không biết đấy. Phải hạ gục cái tên đánh đàn kia anh em ơi. Cho bọn chúng khỏi nhảy. Ôi tên này chuẩn bị bay vào đây rồi. Khó rồi. Đấy biết ngay mà con lợn này bơi vào đây là nguy hiểm lắm đấy.
cho ăn đậu. Ui lại còn tên này nữa này. Căng đấy, căng đấy. Tiếp tục lại động thân ra. Thôi bắn thế này đi, bắn thế này đi. Bắn thế này trâu vậy, chơi thế nào được ăn. Sao thế này nó trâu vậy nhỉ. Tiêu diệt ăn đi, tiêu diệt ăn đi mà. Sao ăn trâu vậy, ai chơi trâu vậy thì sao chơi lại được hắn nhỉ anh em nhỉ. Ui thực sự là không tìm cách chơi lại thế này thôi anh em ạ, quá khó luôn. Mình sợ mỗi thế này thôi hắn vào hắn phá hỏng hết, không thể làm gì được. Màn này tương đối nó khó đấy anh em ạ. Anh em bảo cái màn này khó, mình cũng cảm thấy khó thật. Chưa tìm cách nào mà phá giải được cái tên này, cho tên này đi viện. Cay thực sự anh em ạ. Ok các bạn ơi, video của Nhân BB xin được tạm dừng tại đây. Map này, màn này cực kỳ khó anh em ơi. Các bạn hãy like video, đăng ký kênh, chia sẻ thật nhiều cho Nhân để Nhân có động lực chiến thắng cái map này nhá. Map này khó thực sự anh em ạ. Ok, hẹn gặp lại các bạn với những video tiếp theo của mình. Ok.